Xin chào. Hầu hết các bạn đã biết, người Việt Nam xưa dùng một loại chữ viết rất là ngoằng, trông hơi giống chữ Trung Quốc. Thế nhưng bây giờ thì chúng ta không còn dùng nữa mà đổi sang kiểu hiện đại như các bạn đang thấy ngày nay. Vậy thì làm sao người Việt Nam đổi được chữ viết như vậy? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay các bạn nhé. Trước khi chữ Hán du nhập vào Việt Nam, người Việt đã sử dụng chữ khoa đầu. Tuy nhiên, các bằng chứng về chữ khoa đầu vẫn còn khá sơ sài và chưa được ghi nhận chính thức. Do đó, trong video này, mình sẽ chỉ nói đến 3 loại chữ mà Việt Nam ghi nhận, đó là chữ Nho, chữ Nôm và chữ Quốc ngữ. Chúng ta hãy cùng bắt đầu với chữ Nho. Vào khoảng thế kỷ thứ 2 trước Công Nguyên, Trung Quốc bắt đầu đẩy mạnh xâm lược nước ta. Tham vọng lớn nhất của họ là đông hóa bằng cách bắt dân ta phải du nhập lối sống, phong tục tập quán, văn hóa và cả chữ viết của Trung Quốc. Họ đã thành công một phần nào đó, chữ Hán được sử dụng phổ biến ở nước ta. Nhưng điều thú vị là dân ta chỉ học chữ thôi, chứ còn nói tiếng thì vẫn giữ nguyên. Thành ra nó kiểu nhìn vào chữ Hán nhưng lại đọc bằng tiếng Việt. Và người Việt gọi chữ Hán được Việt hóa phần phát âm như vậy là chữ Nho. Hiểu đơn giản thì chữ Nho có gốc là chữ Hán nhưng lại được phát âm bằng tiếng Việt. Nhờ mượn chữ Hán về dùng mà chúng ta cũng bổ sung thêm rất nhiều kho từ cho tiếng Việt. Chẳng hạn như có một từ mới, đầu tiên chúng ta sẽ tham khảo cách dịch chữ Hán để phát âm. Ví dụ từ quantum trong tiếng Anh, dịch sang chữ Hán là lecture thì sẽ đọc là lượng tử. Cứ như vậy, cả nước chỉ dùng phương pháp chuyển miệng mà cuối cùng thầy đồ vùng nào cũng có thể đọc và dạy chữ Hán trôi chảy. Thế nhưng cái khuyết điểm của chữ Hán vẫn còn rất lớn vì nó không thể lột tả được hết ý nghĩa sâu xa của tiếng Việt. Ví dụ như không có từ trời xanh trong tiếng Hán, vậy nên muốn nói từ này thì người Hán phải viết là thiên thanh để diễn đạt. Hay không có chữ người, chúng ta phải thay bằng chữ nhân. Chưa kể chữ Hán cũng rất khó học, người bình thường phải bỏ ra tới 10 năm để có thể đọc thông viết thạo. Dù sự bất tiện này, đáng lẽ chữ Hán phải được cải cách, nhưng rất tiếc là khi chúng ta vẫn đang còn là thuộc địa của Tàu thì chúng ta đâu có được cải cách. Mãi đến ngày Ngô Quyền cắm cọc chốt đơn trên sông Bạch Đằng, kết thúc 1.000 năm Bắc thuộc, chữ viết của chúng ta mới có cơ hội được đổi thay. Khi đánh đuổi thành công bọn phương Bắc, dân ta đã ngay lập tức cải tiến chữ Hán sao cho phù hợp với tiếng Việt hơn. Lấy chữ Hán thêm phần sáng tạo, vậy là chữ Nôm ra đời. Thực tế thì chữ Nôm cũng khó chẳng kém gì chữ Hán là bao, cho nên thời gian để một người học được chữ Nôm thì cũng chẳng hề ngắn. Chữ Nôm chỉ được cái ưu điểm là có thể viết được rất nhiều từ trong tiếng Việt mà chữ Hán không có. Tóm lại thì việc cải thiện này có mang lại lợi ích nhưng không đáng kể. Chính vì vậy, hầu hết các triều đình vẫn sử dụng chữ Hán trong văn tự. Chỉ có thời nhà Hồ và nhà Tây Sơn là các văn thư hành chính mới sử dụng chữ Nôm. Và vấn đề phức tạp này kéo dài mãi đến tận thế kỷ thứ 17. Thì chữ viết Việt Nam mới đánh dấu một bước đột phá, đó là sự ra đời của chữ Quốc ngữ. Ở thời điểm này thì các giáo sĩ Kitô giáo là những người có trình độ học vấn cao, được cho là tương đương với trình độ tiến sĩ, đã đến nước ta để truyền giáo. Bình thường khi các nhà truyền giáo đến đâu, họ sẽ phải thông thạo ngôn ngữ và phong tục tập quán của người bản xứ. Và với sự thông thái của mình, chỉ 3 năm sau họ đã có thể soạn tài liệu giáo lý bằng chữ Nôm. Thế nhưng lúc ấy thì các nhà truyền giáo lại nhận ra một điều, đó là đối tượng truyền giáo đa phần là nông dân, ngư dân. Mà những người này thì thường không biết chữ, mà dạy chữ Nôm cho họ thì lại phải mất rất nhiều năm vì nó khó học. Nếu mà truyền giáo bằng chữ Nôm thì e rằng 100 người may ra chỉ được vài người là tiếp thu được. Chính vì vậy, họ quyết định sẽ sáng tạo ra một hệ thống chữ viết đơn giản và phù hợp với tiếng Việt nhất. Mục tiêu là dân thường cũng hiểu được chữ viết này. Và đúng là có vẻ như tiến sĩ nhà người ta xịn hơn tiến sĩ nhà mình. Chỉ với một nhóm người không đông lắm, họ đã tạo ra một hệ thống chữ viết với thời gian nhanh kỷ lục, đó là 32 năm. Từ năm 1617 cho đến năm 1649. Sau khi có hệ thống chữ viết khá hoàn chỉnh, giáo sĩ Alexandri đã mang bản thảo từ điển Việt Bồ La rời khỏi Việt Nam đến Roma để xuất bản. Chúng ta có thể xem đây là thời điểm đánh dấu sự ra đời của chữ Quốc ngữ Việt Nam. Giờ thì các giáo sĩ chỉ việc dạy chữ và truyền đạo cho người dân là xong. Tuy nhiên ở thời điểm ấy thì chữ Quốc ngữ vẫn chưa trở thành ngôn ngữ chính thức. Cho tới khi người Pháp xâm lăng chiếm Nam Kỳ vào cuối thế kỷ 19, thì lúc đó chữ Quốc ngữ mới được bảo hộ để phổ biến với mục đích khiến tiếng Việt đồng văn tự Latin với tiếng Pháp. Họ cho rằng
Chỉ cần làm được điều này thì tiếng Pháp và văn hóa Pháp sẽ phổ biến ở Việt Nam. Vào ngày 22 tháng 2 năm 1869, Phó Đề đốc Marie đã ký nghị định bắt buộc dùng chữ quốc ngữ thay thế chữ Hán cho các công văn ở Nam Kỳ. 9 năm sau, Thống đốc Nam Kỳ cũng ra một cái hẹn, đó là nội trong vòng 4 năm phải chuyển hẳn sang chữ quốc ngữ, từ văn kiện cho đến nghị định, v.v. Nhận thấy ưu điểm của chữ quốc ngữ, sau này Hồ Chuyên Bá chữ quốc ngữ ra đời với những nhân vật cốt cán như Đặng Thái Mai, Võ Nguyên Giáp, v.v. Mục đích của hội này là cho đồng bào Việt Nam biết đọc, biết viết tiếng của mình, cốt để cho mọi người viết chữ quốc ngữ giống nhau. Như vậy, sau rất nhiều hành trình thì cuối cùng chúng ta cũng đã sở hữu được một hệ thống chữ viết hiện đại, đầy đủ và dễ hiểu. Do vậy, vẫn có nhiều người cho rằng chúng ta nên xấu hổ khi đang sử dụng một hệ thống chữ viết không phải do mình tạo ra. Các bạn nghĩ sao về quan điểm này? Hãy cùng thảo luận ở phần comment nhé! Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!